Trao đổi với tuổi trẻ online sáng ngày 30 tháng 9, ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, cho biết khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, tại thôn Nam có một gia đình có người thân mất. Anh V và anh X đảm nhiệm kéo chiếc xe tang bằng sắt cao khoảng 3 mét tính cả đầu rồng trên nóc xe tang để đưa người quá cố đi an táng. Khi đưa chiếc xe tang qua đoạn dốc, anh V và anh X cố đẩy chiếc xe tang lên dốc. Lúc này, chiếc đầu rồng bằng sắt trên nóc xe tang vướng vào một dây điện trên đường điện sinh hoạt của người dân địa phương. Hai anh V, X không để ý mà cứ cố đẩy chiếc xe tang khiến đầu rồng trên nóc xe tang cưa sâu phần vỏ nhựa của dây điện, chạm vào lõi đồng khiến điện nhiễm vào xe tang, làm hai nạn nhân bị điện giật, gây tử vong. Tại hiện trường vụ việc, mặt đường ở thôn Năm ngập nước khoảng 20cm do nhiều ngày nay tại địa phương có mưa to. Hiện nay, cơ quan chức năng huyện Quảng Sương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.